Đâu? Đang tự nhiên mới quỳ được, em nhẹ nhàng nó lên nó nhẹ nhàng lên. Chứ em làm quỳ nó làm cái gì? Đúng tay lên. Hơi khó. Không ạ. Có gặp cái gì? Thằng này nó không hiểu vấn đề luôn á. Nó không hiểu vấn đề luôn. Vấn đề là em làm cái tay của mày. Chứ không phải cái tay là đây mà em hạ cánh vào cái lưng ở đây đâu. Vấn đề là thẳng cái tay. Mà cái chân co lại để chạm những cái tường chứ không phải cái mông, hiểu không? Đặt đây đúng không? Cái thẳng lên. Em đạp cái chân vào tường. Đạp cái chân như vậy. Đạp cái chân vào tường. Chứ không phải là mẹ. Ủa. 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 Ủa.